Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua cũng đã có rất nhiều các tổ chức và cá nhân kêu gọi ủng hộ cũng như có những hoạt động ý nghĩa để chia sẻ khó khăn hoạn nạn với nhân dân miền Trung. Và trong đó có người dân tại làng La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Vâng, và nhiều hộ dân ở làng La Phù thì đã đứng ra để quyên góp hàng nghìn chiếc bánh chưng, hàng trăm lọ ruốc, muối vừng đến bà con Quảng Bình, Quảng Trị. Hãy đến với ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi ngay sau đây. Còn khoảng 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Thế nhưng ngay lúc này trên cả nước, nhiều gia đình, nhiều làng xóm đã cùng nhau nổi lửa, nấu bánh chưng xanh. Tất cả đều hướng về miền Trung ruột thịt. Nghĩ rằng ở trong cái nước là rất là lớn, thế nên là những cái đồ ăn nhanh thì và chín sẵn như này thì nó là rất là tiện. Người thì yến gạo, người thì đậu rồi thì thịt thì mang đến đây thì cùng uống vào để gói. Người rửa lá, người đổ gạo, người gói bánh, người luộc bánh, cứ thế mỗi người một việc với hy vọng những chiếc bánh chưng sớm được chuyển đến tay bà con miền Trung. Ngày hôm qua là đi được một chuyến xe đi rồi ạ, vừa mì tôm đi rồi, quần áo rồi, bánh kẹo. Là một chuyến 10 tấn đi ngày hôm qua rồi ạ. Còn ngày hôm nay thì là chúng tôi lại tiếp tục gói tiếp là được 2.500 cái á, để ngày mai xe lại tiếp tục đi. Đây là cái đồ ăn chín. Muốn làm sao là những cái bánh chín như này mà đến được người ăn là phải đến được nhanh. Thì nên có chuyến xe đi thì mọi người ở đây cũng muốn lại làm. Không cần phải giàu sang, khá giả. Ai có gì góp nấy. Ai có củi góp củi. Ai có lá góp lá. Ai có gạo góp gạo, ai có sức góp sức. Rồi thì chúng tôi cũng ở ngoài này thì cũng được sướng hơn là bà con đồng bào miền Trung. Thì cũng mong muốn là bà con đồng bào miền Trung chóng khắc phục được cuộc sống. Thì chúng tôi cũng là phấn khởi thôi. Nhắc đến Tết là nhắc đến sum vầy, gắn kết. Chúng ta có lẽ đang trải qua một cái Tết đặc biệt vào giữa tháng 10. Đó là Tết của sự sẻ chia. Bên cạnh những nhu yếu phẩm hay là những thực phẩm thường được gửi tới cho bà con vùng lũ như là lương khô hay là mì gói, thì những chiếc bánh chưng như thế này càng trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Và không chỉ có người dân ở làng La Phù, rất nhiều người dân ở những địa phương khác nhau cũng đang cùng nhau để quyên góp hay là gói những chiếc bánh chưng ấm nghĩa tình như vậy. Và chắc chắn những hành động này của người dân trên cả nước sẽ là một nguồn sức mạnh để giúp đỡ cho nhân dân miền Trung nhanh chóng và vững vàng vượt qua được khó khăn.